bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hai bóng hồng trong đời Thanh Bạch, người cay đắng tối chồng đồng tính, người nhìn mặt thấy sợ. MC Thanh Bạch dù không đào hoa như các nam nghệ sĩ đình đám khác, nhưng lại có hai cuộc hôn nhân làm tốn nhiều giấy mực của báo chí. MC Thanh Bạch sinh năm 1959 và nghệ sĩ Xuân Hương sinh năm 1955 từng có chuyện tình đẹp khi cùng theo học khoa tập kỹ sân khấu, trường đại học sân khấu Lunatsky, Nga. Sau khi về nước, họ cùng nhau dàn dựng, biểu diễn các tiết mục ở những sân khấu lớn. Xuân Hương là người đồng hành ăn ý với Thanh Bạch trong nhiều tác phẩm, đặc biệt là chuỗi chương trình Những Người Thích Đùa. Cả hai từng được ca ngợi là cặp trời sinh của sân khấu hài kịch. Sự cộng hưởng của Thanh Bạch và Xuân Hương khi ấy tạo nên các tiểu phẩm gây tiếng vang lớn, mà Quan Âm Thị Kính là một điển hình. Theo lời kể của Xuân Hương, Thanh Bạch ban đầu là người ăn nói nhỏ nhẹ, lịch sự, lãng mạn và có tâm hồn mong manh dễ vỡ như pha lê. Còn Xuân Hương là con nhà nòi trong gia đình nghệ thuật, cũng học nước ngoài hạng xuất sắc trở về. Nhìn lại cuộc hôn nhân với Thanh Bạch, nữ nghệ sĩ cho rằng mọi chuyện xảy ra là do ông trời quen thói má hồng đánh ghen, chê khăm xe duyên cho hai người. Sau khi kết hôn vào năm 1986, Xuân Hương lui về làm hậu phương chăm lo chuyện nhà cửa, con cái để Thanh Bạch toàn tâm toàn ý theo đuổi nghệ thuật. Họ có với nhau một người con trai tên Lê Thanh Tú. Đến năm 2006, cặp đôi tuyên bố ly hôn. Hiện con trai chung của hai nghệ sĩ khá kín tiếng về đời tư. Thời gian đầu sau ly hôn, Thanh Tú sống chung với mẹ. Vì thương con, sau khi cuộc sống ổn định hơn, Xuân Hương tìm mọi cách để cải thiện mối quan hệ giữa Thanh Bạch và con trai bằng cách khuyên con qua thăm, mang đồ ăn cho bố. Như thế, tình cảm giữa Thanh Bạch và con trai dần gắn kết. Sau khi đi du học Malaysia về, Thanh Tú được mẹ giúp đỡ mở một tiệm bánh tại nhà. Tuy nhiên, đầu năm 2017, Xuân Hương buồn bã chia sẻ về việc phải đón Tết một mình bởi cậu con trai duy nhất đã đi theo ba. Theo nữ nghệ sĩ, sau khi ra đi, cả năm con trai cô không về thăm hay có một cú điện thoại nào hỏi han đến mẹ. Tháng 9 năm 2019, trong một chương trình truyền hình, MC Thanh Bạch bất ngờ tiết lộ lý do dẫn đến quyết định ly hôn của mình với vợ cũ là bởi đời sống vợ chồng thiếu lãng mạn. Ngay sau khi biết được thông tin này, Xuân Hương tỏ ra vô cùng tức giận, đáp trả chồng cũ bằng tự truyện vì thiếu lãng mạn nên tình ta tan vỡ, đăng trên Facebook cá nhân. Nữ nghệ sĩ cho biết bản thân làm tất cả công việc trong nhà như một ô xin chuyên nghiệp kể từ khi kết hôn, thậm chí chi tiêu gì cũng phải ghi lại từng đồng, mới ló mặt ra làm nghề vừa mới chiếm được thiên hạ biết đến với cái tên gọi nhóm hai Thanh Bạch, Xuân Hương, thì tôi đã lui về sau lưng anh làm hậu phương vững chắc, chị lo giặt giũ, bếp núc, lau nhà, con cái để anh thừa thắng tiến lên thay cả phần mơ ước của tôi. Tôi chính thức trở thành ô xin chuyên nghiệp, nhà không có máy giặt nhưng có một con robot đa năng vận hành theo lệnh của một chủ nhân, tuy mong manh nhưng lại đầy uy lực. Ngoài giặt đồ, lau dọn nhà cửa, chăm sóc đứa con nhỏ, tôi còn chăm luôn em bé lớn với tỉ tỉ việc xe bạch trong nhà. Robot còn phải góp ý cho ông chủ trong công việc, cho ăn mặc, trong ứng xử. Đôi khi còn phải đi kèm với ông chủ để làm việc với đối tác, hoặc viết trả lời phỏng vấn báo chí và cả việc viết kịch bản, nghệ sĩ Xuân Hương viết. Trong 11 chương của tự truyện, Xuân Hương tiết lộ Thanh Bạch là người đồng tính, lấy vợ để làm bình phong. Một số tính xấu của chồng cũ cũng được nữ nghệ sĩ thuật lại chi tiết. Xuân Hương còn kể mình từng bị Thanh Bạch cầm dao dọa chém. Việc Thanh Bạch vác dao rồi chém tôi xuất phát từ một cuộc cãi vã mà lúc đó tôi là người nói đúng. Vì thế ông ấy hành động như vậy để ngăn không cho tôi nói nữa. Và đó là lần duy nhất ông động dao với tôi. Ngoài ra trong quá khứ Thanh Bạch từng đánh tôi 2 lần. Đó là lúc con trai tôi còn rất nhỏ. Ông ấy đánh tôi để bênh vực gia đình mình một cách mù quáng. Dù lúc ấy Thanh Bạch và gia đình ông làm sai, nhưng khi tôi nói cái sai của họ thì tôi bị đánh. Suốt thời gian đó dù bị cư dân mạng chê cười, chỉ trích, lên án, nhưng Thanh Bạch chọn cách im lặng, không hề phát ngôn hay trả lời bất cứ kênh truyền thông nào. Nam MC nổi tiếng tỏ ra bình thản, vẫn xuất hiện vui vẻ trong các chương trình. Sau khi đăng tải loạt tự truyện trên, nghệ sĩ Xuân Hương đã chốt lại ồn ào với chồng cũ bằng cách yêu cầu nam MC không nhắc tới tên mình trong bất cứ câu chuyện nào về sau. Sau khi ly hôn, nghệ sĩ Xuân Hương sống một mình trong căn nhà cũ của bố mẹ tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô viết kịch bản, viết bài cho báo, thỉnh thoảng tham gia một số chương trình hay đi diễn hài. Sau nhiều biến cố cuộc đời, Xuân Hương chọn cuộc sống an yên ở tuổi xế chiều. Cô cho biết dù ít hoạt động sân khấu nhưng viết báo là cách để mình nói lên chính kiến với cuộc sống và những ồn ào. Cô cho biết dù ít hoạt động sân khấu nhưng viết báo là cách để mình nói lên chính kiến với cuộc sống và những vấn đề tồn tại trong xã hội. Thúy Nga, bà trùm hải ngoại làm đám cưới tới 10 lần. Gần 2 năm sau khi ly hôn với Xuân Hương, trong một bài phỏng vấn, Thanh Bạch cho biết đã có người yêu nhưng không tiết lộ thêm về người này. Khi đó, nam MC tuyên bố người yêu của tôi hiện nay ở Trung Quốc, không hoạt động trong ngành nghệ thuật.
Tuy nhiên sau bài phỏng vấn, Thanh Bạch chưa từng xuất hiện tình tứ bên ai. Thời điểm ấy, nhiều người bắt đầu đặt nghi vấn về giới tính của nam MC khi anh thường xuyên có những cử chỉ điệu đà và hay trang điểm đậm mỗi khi lên sóng. Đầu tháng 1 năm 2015, Thanh Bạch dính tin đồn tình ái với bà Trùng Thúy Nga, người đứng đầu trung tâm chuyên tổ chức biểu diễn và sản xuất các sản phẩm âm nhạc cho cộng đồng hải ngoại. Theo một số nguồn tin, Thúy Nga sinh năm 1944, lớn hơn Thanh Bạch 15 tuổi. Khi ấy, truyền thông thường xuyên ghi lại được hình ảnh cặp đôi tay trong tay, tham dự các sự kiện, thậm chí còn có ảnh khóa môi ngọt ngào. Tháng 7 năm 2016, MC Thanh Bạch bất ngờ làm đám cưới tại Long Thành, Đồng Nai. Cô dâu không ai khác là bà chủ trung tâm Thúy Nga. Trong vòng 3 năm sau đó, cả hai 10 lần tổ chức đám cưới. Nói về điều này, Thanh Bạch cho biết đây là những đám cưới nghệ thuật, tổ chức vì mục đích từ thiện, điểm khác với đám cưới của người bình thường. Nam MC cũng tiết lộ cả hai sẽ còn tổ chức thêm nhiều đám cưới nữa. Cuối năm 2017, trong một chương trình truyền hình, chồng cũ của nghệ sĩ Xuân Hương chia sẻ: "Tôi và Thúy Nga không ai tán tỉnh ai hết, tự gặp nhau và cùng làm nên bản tình ca cho riêng mình. Các bạn trẻ thấy vậy chụp hình đăng trên mạng xã hội chứ chúng tôi không hề muốn khoe, vì hạnh phúc riêng giữ càng kín càng tốt." Suốt những năm chung sống, Thúy Nga và Thanh Bạch thoải mái thể hiện tình cảm với đối phương trước công chúng. Bà Trùng gọi nam MC là mình và xưng em ngọt ngào. Thanh Bạch cũng âu yếm gọi bà xã là Thúy. Không chỉ thế, tất cả nhân viên của bà Thúy Nga đều kính trọng gọi Thanh Bạch là Dượng như một cách xác nhận danh phận của ông. Khi nhắc đến nam MC đình đám một thời, bà Thúy Nga chia sẻ: "Thật ra Thanh Bạch, Thúy Nga là cặp đôi vượt ngoài giới hạn thương tình vì chúng tôi gắn bó trên con đường nghệ thuật. Do vậy không như thường tình mà theo thời gian về lâu dài chúng tôi càng gắn bó và thăng hoa." Nói về thời điểm đăng ký kết hôn, Thanh Bạch cho hay khi nào chính thức sẽ công bố. Tuy không còn ở đỉnh cao sự nghiệp, nam MC vẫn thường xuyên dẫn dắt các chương trình truyền hình như Gương Mặt Thân Quen, Ngôi Sao Đương Thời, Cặp Đôi Hài Hước. Tháng 2 năm 2020, khi đi làm giám khảo chương trình Cặp Đôi Hài Hước, nam MC bất ngờ chia sẻ về vợ đại gia: "Nhìn mặt Thúy Nga nghiêm nên nhiều người sợ, nhưng thực ra chị ấy rất vui tính. Ai nói chuyện với chị ấy chỉ cần 3 phút thôi là có thể cười không nhịn nổi rồi. Tất nhiên, vẫn phải có một chút duyên nợ, hay người ta thường nói là đừng nhân điện, thì mới giúp chúng tôi gắn bó được với nhau như vậy."